Giới thiệu các bạn, đây là tinh dầu giúp ngủ ngon Good Sleep đến từ Cocoon Sleep Care Solution. Đây là loại tinh dầu hợp hương, nó kết hợp từ 3 loại tinh dầu khác nhau bao gồm oải hương lavender, xoa thơm calisec và nhựa thơm cobalt bạc. Những cái dầu này thuộc vào nhóm những tinh dầu tốt cho não bộ và tinh thần, làm giảm căng thẳng cơ thể và giúp ngủ nhanh hơn, sâu hơn và ngon hơn. Tiếp theo, hãy cùng Nhân tìm hiểu công dụng của tinh dầu giúp ngủ ngon Good Sleep. Công dụng của tinh dầu là giúp cho bạn ngủ ngon và sâu hơn, hạn chế dần những tình trạng mất ngủ, khó ngủ, từ đó đảm bảo sức khỏe của bạn được đảm bảo về cả thể chất lẫn tinh thần. Nhưng như thế có lẽ là quá chung chung. Nào, hãy cùng Nhân đi sâu hơn vào từng thành phần của loại tinh dầu hợp hương đặc biệt này để xem công dụng của nó như thế nào mà mang lại cho bạn một hiệu quả chống mất ngủ tuyệt vời đến như vậy. Đầu tiên, đó là oải hương lavender Bulgaria. Hoa oải hương có thể có lợi cho tất cả các loại da và tình trạng bao gồm mụn trứng cá, chàm, vảy nến, sẹo, vết thương, vết cắt, chảy xước, bỏng và dị ứng. Các đặc tính làm dịu và an thần của hoa oải hương đã được biết đến trong nhiều thế kỷ nay và đó được sử dụng cho việc giảm căng thẳng, hỗ trợ điều trị khó ngủ, đau đầu, kiệt sức và trầm cảm, cũng như những bệnh về đường hô hấp như là viêm phế quản, cảm lạnh và cảm cúm. Hoa oải hương có thể giúp cho giảm đau cơ bắp, đau viêm khớp, chuột rút và co thắt. Hoa oải hương cũng có thể giúp kích thích lưu thông tuần hoàn máu. Điều này sẽ hiệu quả hơn nếu phối hợp với cùng việc như là massage và ngoài ra còn có thể hữu ích để làm giảm phù nề và giữ nước. Kế tiếp là xoa thơm Clarisac hay còn gọi là đơn sâm. Tinh dầu được chiết xuất chủ yếu từ lá và hoa với mùi hương có phần tự nhiên, thảo mộc kèm theo là sự ngọt ngào, mềm mại và chút phức tạp. Từ đó nó sẽ phức tạp ở đây có lẽ là mùi hương của xoa thơm sẽ làm bạn liên tưởng đến mùi hương của một khu rừng cổ xưa đầy huyền bí vậy. Những gì mà tôi cảm nhận được như là nó làm tôi dễ chịu và thoải mái. Độ mạnh của tinh dầu được xếp ở mức trung bình. Xoa thơm rất giống với lavender ở chỗ là nó có rất nhiều công dụng trong nhiều lĩnh vực. Nó là tinh dầu mang tính chất cân bằng, giúp bạn thư giãn và giải tỏa tâm trí, từ đó trở nên thoải mái hơn, nhẹ nhàng hơn. Ngoài ra tinh dầu giúp bạn thay đổi tâm trạng và thái độ và còn ngủ ngon hơn nữa. Cuối cùng đó là nhựa thơm Copaiba. Tinh dầu Copaiba có nguồn gốc từ nhựa cây Copaiba. Loại cây này có thể mọc cao hơn 100 feet và có thể được tìm thấy ở vùng nhiệt đới Nam Mỹ. Dầu Copaiba được sử dụng rộng rãi trong các sản phẩm mỹ phẩm bao gồm xà phòng, kem, nước thơm và nước hoa. Từ cuối thế kỷ 16, tinh dầu Copaiba được sử dụng trong hoạt động y tế truyền thống của người bản địa ở phía Bắc và Đông Bắc Brazil. Tương tự như tinh dầu hạt tiêu đen, Copaiba có thể giúp làm dịu cảm giác lo lắng và nó có thể được áp dụng cho da để thúc đẩy sự tái tạo da, làm da mịn màng. Tinh dầu Copaiba hỗ trợ sức khỏe tim mạch, miễn dịch, tiêu hóa, thần kinh và hô hấp. Nó có chất chống oxy hóa mạnh mẽ, từ đó thúc đẩy sức khỏe miễn dịch. Tiếp theo, hãy cùng Nhân tìm hiểu cách sử dụng tinh dầu giúp ngủ ngon Good Sleep. Cái thứ nhất đó chính là bạn nhỏ giọt vào bông gòn. Chỉ cần nhỏ 2-3 giọt tinh dầu Good Sleep vào bông gòn rồi để cạnh gói ngủ, để hương thơm phát tán từ từ cho không khí, đó giúp bạn ngủ ngon hơn. Cái thứ hai đó là xông hơi. Thêm từng 2-5 giọt tinh dầu vào một chậu nước nóng rồi chùm kín đầu để xông hơi. Lưu ý là mặt với lại bề mặt nước phải cách nhau từ 25-30 cm. Hít thở sâu, thư giãn trong vòng 20-30 phút trước khi đi ngủ sẽ mang hiệu quả tốt. Cuối cùng là sử dụng máy khuếch tán tinh dầu. Bạn chỉ cần nhỏ 3-5 giọt tinh dầu vào máy khuếch tán tinh dầu, giúp bạn ngủ ngon hơn và sâu hơn. Lưu ý là sử dụng trước giờ ngủ 1-2 tiếng vào khuếch tán xuyên đêm để đạt hiệu quả tuyệt vời. Ok, cuối cùng đó chính là những lưu ý khi mà sử dụng tinh dầu. Thứ nhất đó là an toàn và chống chỉ định. Tinh dầu thiên nhiên là tinh dầu được cô đặc lại, nên sử dụng cẩn thận, tránh xa làn da cho em, tránh tiếp xúc với mắt. Nếu mang thai hoặc là cho con bú thì vui lòng tham khảo ý kiến của bác sĩ hoặc chuyên gia chăm sóc sức khỏe trước khi sử dụng. Hướng dẫn an toàn, tinh dầu của bạn là tinh dầu nguyên chất 100% và được bảo quản trong lọ tinh dầu một ổ phách chống tia UV. Lưu ý là bảo quản tinh dầu ở nơi mát mẻ và tránh xa ánh nắng mặt trời.
Cuối cùng những tuyên bố này chưa được đánh giá bởi Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm. Những sản phẩm này không nhằm mục đích để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc phòng ngừa bất kỳ bệnh nào. Hãy đọc tuyên bố từ chối trách nhiệm của chúng tôi.